Nói chung đánh với mấy thằng về chém á, không hấp dẫn á. Thì cho anh thắng 25 trận đi, anh lên giao thủ xong cái anh hết elo là bắt đầu gặp những người Không, mới. 25 trận là ngày mới đúng không? Anh về Lâm Đồng rồi. Mai này anh về Lâm Đồng rồi. Thì nó sẽ hết elo. Thì anh phải đánh lại từ đồng bạc vàng chứ anh đâu có Nói đánh từ 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 chung là kim anh cương ăn đâu. hại lắm. Đó, anh bắt bí bắt tướng rồi đó, bắt thông minh rồi đó. Bây giờ anh sẽ bắt con sẹt đó. Từ từ thôi. Con này đâu Đâu xài đâu. hình xui vậy anh, kiểu con dơ hình một á, nhiều khi anh đánh nó may ra hai kích voi á, kích hư không á, con sẹt kia khỏi không Game được á, lâu vãi. con sẹt kia nhiều khi khỏi không được. Còn Của thiết em hiện cái gì đấy ta? lầm 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 cái rồi bán con Chitana mua con Vigo, mua Vigo đôi Vigo kìa. Sao anh mua chiếc tên này hả? Rồi cái số 1 đi anh, rồi cái số 1 đi, rồi cái số 2 đi. Rồi cái số 3 luôn. Rồi cái số 1. Rồi nốt mẹ rồi, cắt. Nốt 2%. Chắc không sao. Lầm đi anh, lên cấp đi anh, bán bán địt mẹ bài sao bài đâu thông không vậy? Bán con hai con Chitana với lại con sẹt lên cấp. Bán con sẹt lên cấp, bỏ Ori với lại con ấy lên, Ori với con Mayuhay lên. Rồi đúng rồi đó, đóng đóng đồ đi anh, đóng bàn tay cho con Mayuhay cầm. Ori nhích lên ô nữa, xích con Ori cao lên. Rồi, được rồi. Vô đóng diệt thì nghe đồng quá. Game này vô mới vô đóng diệt thì nghe đồng. Đúng rồi, máu của ta 1.600 rồi không vậy? Rồi thì đó, đánh cái cung vô Đấy, người nó thôi là được. mình làm cái thông đạo. Không đẹp phế anh, cái mảnh ngon mà anh, mảnh đầy máu chứ rồi mảnh 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 cung mà anh chê Thì mình làm cái tờ bảo anh. luôn. Quýnh bài di nít lại không? Cũng ngon á, cái đó là một hướng á, nhưng mà nó cũng không ngon hiểu không, tại mình không có form thần tài rồi á. Bắn là diễn ít anh phải đánh bài Jerry đó, anh phải có form thần tài. Không có form thần tài anh thường anh thắng thường thì anh đánh FE Tao đó. Nói chung tao làm là dạ, tao vừa làm game top 1 này mày win 3 xong. Đúng luôn. mày 50 tiền đeo ra nổ một con Tao vừa thắng lên cái nè, tao vừa trường cái lên chết hả. tao vừa mẹ vừa lên win 3 xong được mẹ tem ở luôn. Đang chơi Mẹ mấy người đấy? Bigo hai nhưng mà thôi Mày sao để em thôi, bà để em thôi, không ai bị hết. đang chơi mấy người đấy? Ấy chết. Đang chơi mấy người rồi? Một một mình đang solo solo leo 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 đại cao thủ, có Slay đang có trình độ quá ảo đẳng cấp của thách đấu top 1. Slay Slay đồ anh đẳng cấp thách đấu. Slay Phải kia là sao Đúng rồi, pha ke vô đây đi rồi lót tớp đi. Sao sao game mày đang đánh gì rồi? Còn nó Zumi chiến hả? đéo hiện luôn nè. Gian ăn hả? đang Gian đang đang đánh gì bọc ạ? kim cương trong game mà đa tâm mù đi alo ấy. cái kim cương tấp bó Ủa? loại elo âm phủ. Thế Gì vậy? thì cũng được, game sao mà Tại đa đâu tâm. em nghĩ là do à, em không nghĩ là do anh cậu ít là do cái cơ chế game nó vậy á. Không phải Thì đâu, game thì vậy làm mù sao vậy. em Thay bài cho thay thay sướng mà không thay sợ thay được thay cái luôn, gì đánh xảy mà ra nghe luôn luôn. Cô luôn không anh bỏ cho gắt lên, kích 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 được kích đấu thế. sĩ rồi bán con bây giờ hai giờ mày Cho đồ đúng gì rồi rồi đóng 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 gì kinh nghe. đóng luôn diệt luôn, đóng luôn diệt không lồ gì luôn. Không đừng đóng, đừng đóng anh đang thua quá, anh đừng đóng. Đánh chữ win luôn. Giờ lắp lại thua Không mà ra ăn đừng đóng, lồ anh luôn. đừng đóng. Rồi anh bán hết con bán hết giữ một con gì Mayhem lại thì anh bán luôn Mayhem cho em tích 10 tiền nữa. Thắng thì thôi mà thua thì bán. Nói chung đừng nóng đồ anh chi đâu, đang thua mà chắc nhà đây yếu quá nhưng mình thắng mất tiêu rồi. Đúng rồi. Cái game của em bị làm sao ấy? Bị sao chưa được chưa Nhớ hiểu sao đang picture xong nó bị đẩy con mẹ game ra luôn mới lộn.
cái tiệm net của em đụng nó ở ngoài đảo Hawaii, em tìm kêu nhà đi về em vô rồi đất thì liền chờ đi. năm phút xong nó Má kêu nó đem vô trong đất liền đi, nó ở ngoài đảo hoài. Không quê. Kêu chủ net đụ nó ghim cái tiệm net vô trong đất liền ở đi. Ồ. Cái gì? Anh lầm gậy hoặc là lầm kiếm. Kiếm một tiền cù cái lầm gan đi anh. Gan ngon nè. Gan ngon. Gan ngon, gậy ngon đây, máu ngon. Nhưng mà mất gậy lầm gan anh ơi. Ủa, làm sao? Đó, đúng rồi. Về anh đem bộ cực cho em. Ghi ông đóng mẹ cái kia vô thì mẹ mất mẹ cái vô cực rồi. Nên mẹ Ủa? cái gì thì không ngon. Rồi anh nâng cấp về việc với. Mua con cây le hay gì đó đi rồi anh đóng cái vô cực rồi đường gì hết rồi con gì hình như em ấy. Rồi anh không, đúng rồi anh đúng rồi đúng rồi đúng rồi, bỏ con ấy vô anh mới thắng đúng không. Con Đấy, Mayhem thay chỗ Ori là ngon á, nhưng mà Mayhem một á nhưng chưa thay được. Anh tắt con Vecop ra ngủ cái tự đừng thay, đừng thay anh vừa tắt con Vecop. Cái con hư không bỏ nó vô mới vô nó cũng mạnh lắm á, không có yếu đâu. Bán con Bobby được anh, rồi nhìn cho em cái đưa cái đai máu của người không chứ con cái sáu ấy mình thắng rồi thì mình phải tối ưu. nhặt được cái vô cực cái này xin khỏe lắm mẹ mẹ nhìn đam bộ lại tôi một tuần Ok. Cái con gì hình này á, anh phải để khác bên á, anh đừng có để cùng bên, nó khác bên là bắn bay bắt phai luôn. Anh đừng để cùng bên, cùng bên là bắn ngu lắm. Nhà tụi này yếu lắm anh thấy không, nhà chuẩn bị màu yếu lắm anh bỏ con mon mai hai vô anh thay con anh thay con Ori luôn, không bỏ Vecop vô đúng rồi, rồi anh xếp con cái con cục cục đó keo lên. Ừ rồi anh bán Ori tức tiền bạc hai hai chục tiền em luôn, em coi hai nhà kia rồi yếu yếu như sơn rồi. Rồi anh chắc chắn thắng rồi, bán hai Ori luôn cú đương ơi. Rồi được rồi như vậy rồi đó, đừng đừng có tắt anh ơi, mới mới vô game á tụi tụi nó không phải là kiểu CC á, anh không cần tắt hai bên đâu hiểu không, kiểu live game á thì cứ giữ giữ game rồi nó CC chồng á thì anh mới tắt, còn còn early game á thì anh để dồn qua một bên để giết một chết á là dồn cái chết luôn chứ đừng đừng để hai bên. Đó em coi rồi mấy nhà này yếu anh tới được 20 tiền luôn. Còn biểu cho em chơi game hay sao á? Thế nó muốn em chơi anh á. Chết đi. Khô quá vậy. Kích tướng không nó đéo cho vào game nó thì mẹ đánh đánh cờ thì đéo sao, cứ thì mẹ nhảy vào đánh Aram hay đánh hạng là kiểu đéo thì cũng đéo vào được game luôn. Nó bị đẩy có mẹ ra luôn, năm pick tướng bị đẩy có mẹ ra luôn. Em đánh Đấy anh thì rồi. Không đánh, em đi đánh game. Được. Nè, nó cứ treo như này là sao ta? Đáng vì luôn ha. Từ từ em nói bộ gì đâu anh. Anh có tiền mà. Vì đâu. Chơi game cứ từ từ anh ơi. Đi cho nó đánh từ 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 chiêu 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 mà được. Game này nó chỉ cần nhanh cái não thôi, nó không cần nhanh cái tay thôi, từ từ mà được. Lầm lầm đồ anh. Đồ em ấy. Lầm đồ lầm tiền anh ơi. Alo. Anh rồi. Chôn rồi. Thôi mọi người chơi đi em nghỉ đây em về đây. Trên đây thì có gì nhắn tin em nhá. Alo. Không nghe không nghe. Nghe nha nè. Có gì nhắn em nha để em chạy qua công ty em điểm danh cái xong em về. Rồi giờ lắp cái gì cùng em ơi. Bộ gì đó, giờ lắp cái gì cho luôn. Rồi nhìn anh ơi, một là lắp lời thề, hai lắp giếm lửa, nhưng mà đừng đừng lắp dây chuyền anh, một là lắp lời thề, hai là lắp giếm lửa chứ không ai lắp dây chuyền hết. Rồi nhìn luôn anh, em nghĩ tụi nó. Ê, nhà coi thường lên xấu rồi anh.
anh coi thử nhà người ta làm sao chứ. Coi thường 80 máu anh, không phải thằng coi thường nha, tên là coi thường. Rồi anh ơi, lên lắp giúp lửa nữa, nhanh lắp giúp lửa, lắp lửa. Mày hổn đi. Ê má, thằng lộn mày mạnh đi. Bán anh. Ừ. Anh để bên kia là anh thắng rồi á, để bên đây là anh thua rồi. À, drone ở hư không đi anh, em không thích chơi hư không đâu. Drone ở hư không cái cầu hồi phục khá là ok, thập tự cũng ngon, thử thử đi anh ơi. Chắc là với anh đi, là với anh ba cái lỗi với anh cùi. Rồi đổi coi nhìn nhà ta, anh bỏ cái quốc của không, bỏ lại phong cũ. Rồi anh đi nhìn nhà người ta gì mày mái, để anh xếp con giờ xin á, con giờ xin này cũng phải đi xếp. Rồi để bên kia anh ơi, để bên kia nhanh vào luôn, để bên kia. Đúng rồi, kéo ba bên kia đứng, ừ đúng rồi, hay. Đúng rồi, không còn lên cấp đâu, thua rồi, cho nó đấm đi. Bài lên chạy kiếp gì. Tạng hết rồi anh, không bỏ đi có cái con phép sư anh, đừng phá. Tạng hết đi anh, bạn hết gồng đi. Bạn gì xì thôi. Ôi cũng được, rồi bạn hết đi. Ôi đi về mày tí thắng à. À cái này nó sửa rồi nè, cái đầu tư kiên định sửa nè. Còn BBA nó lửa. Thì bắn có một máu luôn, mình đi chịu được luôn. Rồi mày nhích lên luôn. Rồi được rồi, thu đẹp anh ơi. Thằng này nó ke đuối, nó roll hết tiền anh ơi. Akan kìa anh ơi, Akan kìa, mua lại EC kìa. Không, Akan EC. Thiện xà đó, anh mua phong thiện xà vô. Rồi, nhìn tiếp anh ơi, đừng lên cấp nha. Để im nữa thôi. Mình lên rau chợ về rồi, mình lên, mình bỏ đâu. Đang thua mà. Bài này của anh á, đánh được Yesu là đổ nha. Không còn phải đánh máy đâu, Yesu cây xe á. Yes. Tao vừa đánh trận ra xua ấy, cấp 1 đây. Tao mà Yesu cầm cái đồ thủ ấy nha anh. Đấy là cái đèn tay nó kiểu dễ chết lắm. Kiểu thêm một quyền năng hay là một cái đồ trâu thì nó mới sống được. Cầm một cái áo trời mông tối. Thì đẹp lắm. Không, thì đó là đồ thủ đó cha nội. Cái đồ thủ đấy, thì có đồ thủ nào cũng được. Thì tôi gọi là có cái áo trong tối nào. Không còn đâu. Kiểu có quyền năng, thích quyền năng hoặc là thích kiếm thôi. Em cho ăn dư lắm. Chọc phế thôi. Quyền năng thích kiếm thôi. Còn thay vì bàn tay thì anh một là quyền năng hoặc là hai bàn tay, cũng hai bàn tay thì nó ngon. Kiểu bàn tay của anh nó khá ngon á. Anh đi nhặt gan nha, anh làm cái bàn tay nữa nha. Tại bàn tay của anh bàn tay xịn á, không phải bàn tay cùi đâu. Giờ anh ngon nhỉ. Gan đi, cho em nghĩ tụi nó nhặt hết mấy con ngon. Javan chắc tụi nó nhặt hết rồi, Javan Ugot thì chắc tụi nó nhặt hết rồi. Javan Ugot rồi Seiyu chắc tụi nó nhặt hết rồi. Anh nhặt cái gan mà, đã đẹp rồi. Anh vừa nhặt cái gan á. Về là cái bàn tay. Đó thấy không, vừa đủ đúng không. Đó, chắc tụi nó nhặt hết rồi. Về mình làm thêm một cái bàn tay nữa, đã đẹp. Rồi lên cấp anh bỏ Akan vô, anh cho Akan cầm cái bàn tay. Từ từ, có thể là không còn cho cái xấu của mình cài được, lên cấp đi anh. Lên cấp cái. Anh có cái gì kìa, anh có gì vàng vàng kìa. Cái này là hệ, nó sẽ cho anh hệ. Bàn tay cái xấu đi anh, cầm bàn tay cái xấu đi cho nó chiến. Cái xấu á, cầm bàn tay đi, ừ, cho nó cầm đi. Rồi bỏ Akan vô anh. Em nghĩ SC ngon hơn á. Còn Akan không đồ phế lắm. Thấy có hiệu ứng đấy.
Vậy là anh muốn có thiện xạ không? Tùy đó, để chút nữa nó ra cái gì ấy. Má cái rau 3.5 này nó ra sớm thì mấy thằng kia nó ngon nha. Còn đây nè, kiểu nó chốt luôn á. Còn mình thì mình đánh tập nhem, mình chưa biết thì chơi cái gì, để chốt được. Form của anh thì anh đánh ra xe thì nó dễ hơn. Kiểu không cần xoay nhiều, còn anh đánh Yasuo đồ anh phải xoay tùm lum. Ăn cái đeo đi. Hiếp mày bầu. À, cái lọ như hiếp mày bầu nó dịch là cái gì anh? Cái thằng level 6 đó anh quen dịch đó, nó là cái gì? Thằng KFC anh mới gặp á. Mới anh dùm dùm rồi nhìn cái loại 2 của nó ra gọi người ta dịch là cái gì? Cây cung thần tóc hả? Nhưng cứ thôi được rồi ai hiểu á. Về nhà. Cây cung thần tóc dịch như cung cức. Rồi nhìn hoa nó mà mình thấy nó không? Rồi anh nhìn xong rồi lên 7 anh luôn thay form ấy, bài anh như rác thải ấy. Arcan được, Arcan 2 đổ đồ cũng được á, không nhất thiết á. Đấy là Arcan 2 đổ đồ cũng được xong rồi không, nhưng mà Arcan nhiều khi nó cũng đần lắm, đần hơn gì. Chúng nó hên xui á, nếu nó bắn chúng target người ta thì nó ngon hơn, còn không thì thế không. Không, cúc. Không thì khó xếp. Ừ, nó bắn ta ghét, nếu mà ba rồi nó bắn là chết á, nó bắn là chết chắc còn to luôn. Ờ nó bắn con ngu đó đấy không, ví dụ như con dừa hiên này nó lại ngu à, hết máu đúng này. Từ đầu của game đéo thấy con Irelia này ta. Tarik anh ơi, Tarik kìa, Tarik. Bắt cô. Ừ. Bán bớt một con gì hình nhỏ đi anh. Ôm chi cho lắm. Rồi rau sao anh lên cấp anh roll nhẹ nhẹ thôi. Bà chắc cũng không đến nỗi là yếu lắm đâu. Nhẹ thôi là được. Poster bị dịch 5.1. Một là anh đếp đấu sĩ nha, 4 đấu sĩ nha. Đó, rồi thay cái form Maxxepsu đi, anh mua Red Side rồi anh bỏ Vi rồi 4 đấu sĩ vô. Lên cấp đi anh, Lee Sin kìa, lên cấp cái. Bỏ Lee Sin vô trước đi lạ. Lên cấp cái lại, lên cấp 7 cái. Rồi, bỏ Lee Sin vô, lắc một cái đi. Rồi, Lee Sin. Rồi, được rồi, Yasuo, rồi dừng đi, đủ rồi. Đó đủ, quá đủ một cuộc tình rồi. Anh quấn này dễ này, anh bỏ cái ấn với người Lee Sin đi, đây ấn Freyjord đi, quấn cho Flak, bỏ cái ấn với người, bỏ cái sách, chọn ấn cái tím tím này đó sáng sáng sách chi thức đó, đưa Lee Sin ra, đó, đúng rồi đó, đúng rồi, đấy, ủa, anh đưa lẹ, vô game không đưa được, lấy cái hệ Freyjord kia chơi cho dễ kìa. Cái gì anh xoay, cái gì thì anh xoay. Chút nữa anh kịp một con CU hay là gì là được. Mẹ mấy thằng đây đâu biết chơi đâu mà. Uch. Bán hai con Arcan đi. Tại anh bây giờ anh chắc chắn là anh commit Freyjord rồi á. Nên có Arcan thì cũng như không có. Chút nữa mua lạnh luôn. You hit my bow. Cái hỏa lực yểm trợ kia là loại lỗi á. Loại đó rất là mạnh á, nhưng mà nếu mà anh commit luôn chơi AP á thì anh đánh là roll loại 2 đi anh, roll loại 2 đi. Loại 1 mới bị nớp, roll loại 1 luôn đi anh ơi, không cần đồ nữa. Rồi lấy loại cuối đi, commit đi. Rồi lên. Rồi anh lấy cái kia anh đưa vô người Lee Sin cái. Đó, Lee Sin là ra đó. Lấy cái Freyjord ra, ấn Freyjord đó, đúng rồi. Đúng rồi, đường cái 6. Chính rồi đó, rồi anh nhìn thôi, bà anh mạnh thôi. Yasuo này cứ để cho em nha, không sao hết á. Cứ để đó thôi, lên 2 thì kịp vô chơi rồi chứ không ngại gì. Bây giờ ngon nhất là anh đi nhặt huyết kiếm cho em nha. Hoặc là đồ tăng. Huyết kiếm thì chút nữa anh đưa Ugot, chút nữa không thì anh đang có sẵn con Yasuo nhà đó, xíu nữa anh đưa Yasuo cầm thì cũng ngon. Nếu anh có Yasuo 2 cho cái bàn tay huyết kiếm là mạnh rồi. Nhưng mà ban lại chưa có cung xanh nha.
bàn xíu à, nhằm bàn xíu cái cuồng đao nha. Đánh FC không có cuồng đao nó hơi vất vả, nhưng mà chắc cũng không sao, bị kẹt tướng thì anh tướng nữa, đừng để vậy, bị kẹt tướng hả Berlin má, bị kẹt tướng rồi thua luôn không hay chưa, sao để kỳ vậy. Rồi xích con Mario 2 đi chỗ khác đi, đừng để nó kẹt tướng, lay game mà anh xích tắt đội hình đó, để con ca sáu trước mặt gì thì nó là được, còn lại anh tắt tao lên tắt đội chỗ ca sáu cho gắt đi. Đó rồi tắt con IC ra chỗ khác đứng, không tắt đừng có đứng với nhau, anh xếp như độc hành gì đi, biết xếp kiểu độc hành không, tắt nhau ừ, tắt một con ừ, xếp kiểu gì đó ừ đúng rồi, xếp vậy ra đẹp rồi. Ủa bán đi xa đi, không cần đâu, giữ ta biết lại lên cấp từ từ, lên sau lên sau lên lên tám nha anh, bán tướng đi, bán hai con gì hình luôn đi anh, không cần thiết đâu. Có Yasuo ra bắt Yasuo nha, có cây xe bắt cây xe nha, bài anh vẫn xoay được bài nha, đấy là nhưng mà anh lấy cái loại kia nhưng mà vẫn xoay được, nếu nó ra hai sao thì chơi luôn, chịu rồi lỡ thôi nha em mạnh. Họ nó không họ hết tiền rồi cho họ ăn đi. AF kìa anh, AF ngon kiếm ngon nha, AF ngon kiếm ngon, ai chóc ngon, nhưng mà chóc điệu ngon lắm đâu, AF ngon kiếm ngon, chóc điệu ngon lắm, chắc mất rồi. Game chơi game dễ vậy đây. Rồi AF đúng không? Ừ, thay đồ AF ra rồi lên cấp luôn anh, bỏ tay rít lên. Rồi bán con Mage 2 với con Vilcox đi, rồi thay bài cái, lên cấp mua Yasuo. Lên cấp đã, bỏ tay rít vô, bán Mage 2 cái kia đi lại, bán con Mage 2 với lại con ấy đi. Mage 2 với lại con Vilcox đi. Đó, đúng rồi. Rồi bỏ Yasuo lên rồi roll tiếp đây. Xem dục lên. Dục lên xem lên rồi roll tiếp đây. Không cần đâu. Rồi. Heo thay con cho gắt đi. Rồi đó, vậy cũng được. Rồi được rồi. Tắt bà ra. Rồi đưa bài đồ về đi. Rồi bẻ cái xe đi anh, không chưa cái xe được, kịp mũi Yasuo được rồi chứ không kịp cái xe được. Bán một con Lee Sin luôn, bán một con IC luôn, bán 1-2-3 luôn, ừ, tức tiền lại. Rồi được rồi, nhìn. Đấy không, bài anh tụi này không biết chơi, anh không cần phải xoay nhiều đâu, anh chỉ cần xoay 1-2 con bỏ lên là nó mạnh rồi. Tụi này nó biết chơi mẹ gì đâu, anh không cần phải xoay nguyên cái nhà. Rồi Yasuo 2 thay. Bạn cái 6 đi, bạn bỏ cái 6 đi. Bạn bỏ cái 6 luôn, bỏ cho gắt ra. Đưa bàn tay Yasuo cầm. Bàn tay Yasuo cầm thôi. Ừ, rồi bỏ Yasuo luôn về ngô rồi đưa đồ tăng cho con cho gắt cầm tàn. Chút nữa đổi đồ con này 2 sao thì đổi đồ sau. Chút nữa xe vô con này 2 sao đổi sau. Đưa hết 2 cái đồ lại cho gắt cầm. Ừ. Xét rồi đó. U gót anh. Ừ. Mua lại. Rồi đi thôi. Ngon nhất là trường hợp ngon nhất là anh có thêm một bàn tay nữa thì nó lại ngon. Ba bàn tay thôi. Cứ nhiều bàn tay, nhiều bàn tay càng tốt. Còn không thì anh lắp cái kiếm cái gì không? Sao em nói là anh sẽ có Yasuo 2 mà nên anh sẽ về ôm. Đó. Này đi, cút. Ra bán cái Sante cũng được á. Thì nó không hay sao thì mà phế vậy. Seju, Tarik. Ừ.
tiếc mẹ rồi. 18 máu à. Đấy mấy em. Đấy mấy. Đấy cái sân tê luôn anh. Ông kịp rồi. Bảo đầu mấy tay giùm em cái. Bạn lại huyết kiếm anh ơi. Nhanh nhanh nhanh. Bạn lại huyết kiếm cho Su. Rồi bàn tay. Huyết kiếm. Ừ đúng rồi. Huyết kiếm anh ơi. Không phải kiếm xuống. Kiếm với lại cái chân phép. Ừ. Rồi anh roll nhẹ nhẹ cái anh bài một sao không à. Roll nhẹ nhẹ cái. CU 2. Rồi. Roll thêm một xíu nữa. Roll thêm một xíu nữa. Bất kỳ độ nào lên là được. Không lên cái đó, không lên Tarik. Còn tiếp. Cái nữa. Cái buộc 2 cái nữa. Thôi được rồi, dừng. Bán ai chóc với là Kè Center đi. Tốn tiền lắm. Ugot dừng lại, ừ. Ugot dừng lại. Ugot 2 thay miệng cho Gat đi cũng được. Ai á, anh rôn xíu nữa là ngon rồi. Yesu, rôn xíu nữa anh. Nhờ bàn Ugot bán cho gắt đi. Ờ, cút. Rồi đưa giúp lửa cho heo cầm. Sen ngon. Đưa giúp lửa cho heo cầm. Ờ, đưa biến nó cho con. Đừng đưa Ugot, đưa con sen á. Rồi. Sao rồi? Mà tại như vậy. Bán Yesu đi anh. Bán Yesu đi. Bán Echo đi. Giờ ban gì vậy? Giờ ban đó nào? Chưa biết anh. Nhưng mà giờ ban 2 thì nó sẽ ngon hơn con Ugot á. Bà đâu còn đem mà nữa. Còn CC á. Bà đi có CC. Ủa nhà đây bắn cái đéo gì mà con Ugot bắn hai cái thì mẹ hết máu không vậy? Anh còn... IR kìa. Anh còn thích... Em cảm giác anh còn thích đấu á. Con Yesu này đánh nó không có lướt giết được người, nó không có lướt đi. Khá phế. Giết người xong nó phải lướt đi nó mới mạnh. Thôi được rồi, Yaban nè. Đó, không roll nữa. Như đây đâu. Ra đôi xong AP roll tiếp. Nãy muốn thay con Sen nó quá nhưng mà. Để đi multi vai lồn. Không thay được á. Thay nó nhiều hệ quá. Mẹ thẻ đi ulti em thắng rồi, đưa em bị CC kít cút luôn rồi. Còn Yesu anh để cao lên á. Yesu để cao lên. Tisan để dưới, Tisan Ugot để dưới, Tarik để cao. Con heo ra ngoài đi, Tarik để giữa con heo với lại con Yesu á. AP của anh không có cùng đeo anh hiểu không? Đồ nó hơi xấu xíu. Rôn ít mà chất lượng thấy không? Mà không có rôn gì mà... Bài mình ra gì mình đánh đó thôi là được. Vừa thôi. Anh rôn nhiều nãy là anh ăn nhà kia rồi. Có cái gì nó hay không? Mày chiếu kìa anh. Đá cuồng đeo kìa. Cuồng đeo kìa anh. Cuồng đeo rồi anh có FE đổ đồ là ngon á. Đấy đi lấy đi. Đeo ừ. Con... Rồi sau đó thì anh phải roll FE nha. Phút này anh roll FE rồi anh đẩy cái cuồng đeo. Anh biết đẩy đồ đúng không? Anh biết cái chiếc đẩy đồ không? Biết. Anh bỏ một con tướng có cái cuồng đeo vô rồi anh đẩy đồ ra. Anh biết cái chiếc đẩy đồ không? Nhưng mà đẩy là đẩy cái gì đẩy cái không? Gì cũng được không quan trọng, đẩy cái gì cũng được, đẩy bàn tay cũng được. Xem nha anh, roll cái roll ra phía 2 giùm em ấy. Trên 2 Ugot AP roll tiếp nhanh anh, nhanh cái hình lên em. Anh đang chơi
tiếp. Evan 2, Evan 2 ngon ngon, thay UGOT tạm đi anh. Lên thay bé đi, thay UGOT tạm. Thay thay UGOT á, UGOT á. Rồi bỏ Evan cao lên anh, cao lên. Cao lên. Rồi. Rồi em đang suy nghĩ là anh bỏ miệng đít ai không? Em đang suy nghĩ nhưng mà nó mất đêm sau á. Nhưng mà đôi phê rồi, không, không nên á. Kiểu ví dụ như cái trong trường hợp á, em đang suy nghĩ là nếu mà trong trường hợp mà anh mà lỡ trong trong một cái tình huống như vậy đúng không, mà anh mà lỡ mà anh đang thấp máu quá á, là khúc này nè anh sẽ bỏ mẹ phê luôn, hiểu không, anh đổ full đồ gót vô, hiểu không, bán mẹ phê luôn là được, nếu mà trong trường hợp anh thấp máu quá, hiểu không. Giê-xu này gắn điên luôn á, nhưng mà trong trường hợp này thì anh không thấp máu thì anh liều một xíu rồi siêu anh. Bán cả cái xe đồ đi anh, không cần thấy rôn rôn xíu. Ê từ 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 từ, đó đúng rồi, đấy đúng rồi, đẹp rồi, ngon, đó. Kệ, cái bàn tay đó đưa con Javan đi anh, kệ, đưa Javan đi. Đó, đẹp rồi nè. Bỏ, bỏ tay đít đi anh, bỏ UGOT 2 vô. Bỏ tay đít đi, không còn cái, không còn cái kia đâu. Đừng có bán nha. Ừ, bán đi rồi đâu. Đâu đâu, đẹp rồi đẹp. Em suy nghĩ đây có con luôn là cái con này rất choáng. Nó choáng nhưng mà choáng liền quá ngon, không ngon á, em mình choáng 1,5 giây mẹ mặt mới đắt. Choáng này điên luôn. Ừ, choáng này ngon mà. Mẹ ngon. Đi. Chuẩn chưa? Lầm cái cuồng đao chuẩn chưa? Nếu có cung đe thì đi nặng cung đe. Bán heo đi anh, tính 10 triệu. Làm sao đây cô lên cấp, bỏ tay rít vô. Thật ra trong trường hợp nếu nếu bình thường cái bài của anh á, anh sẽ không chơi Jesu á, anh ba đồ đó anh sẽ đua quá cầm bỏ tay rít vô thay Jesu, hiểu không? Nhưng mà Jesu 2 tại sao không, không chơi? Anh hiểu không? Bình thường anh sẽ bán mẹ của Jesus đó luôn và anh bỏ tay đít vô nếu mà anh nghèo. Nhưng mà trong trường hợp đây thì mẹ anh giàu rồi đã. Thì liên quan lòng gì đó, thì chơi không? Lầm cái. 19 tiền. Ừ, bán đồ cái. Lấy đồ tăng. Đi nhìn nhà trước khi lấy đồ, nhìn nhà trước khi lấy đồ, tụi nó có bố cực nhiều không? Không. Không bố cực. Không một cực. Họ lấy đi máu nè. Có một vô cực. Máu đi, máu gì bạn. Không, đừng đồ lẻ đưa xe vô á. Đưa sao không được. À. Anh thấy con Javan này không? Đây là anh đang Javan của anh đang xếp đúng vô, hiểu không? Còn ví dụ như lỡ mà tụi nó đổi vai bên kia thì anh phải cầm dây ba nó đổi với vị trí của dây, đúng không? Dây ba nó xếp đúng không? Nhìn nhìn nó nhảy nè, đó anh xếp đúng không? Nhìn nó nhảy nè, nhảy đi em, đó thấy chưa? Thấy nó nhảy chưa? Nguyên nguyên team ngay chỗ đó CC, thì anh phải cầm con dây ba nó lên và anh xếp kiểu kiểu vậy đó, thì nó mới nguyên nhà được. Đó dây ba là cũng phải xếp trong trong trường hợp ví dụ như anh không biết gặp như này thì anh để dây ba ở giữa thì nó nhảy đâu nó nhảy, nhưng mà nhảy giữa thì nó sẽ nhảy không vô góc. Không vô góc cái con cò hả, con ví dụ hai phe đang đứng thì nó không nhận tới đó, nhìn nhất nhất đó, ví dụ gặp chắc chắn gặp nhà tấm một này nè, thấy không, đó là con anh lừa đi, anh bỏ dây van bên kia đi, bỏ dây van bên kia đi, dây cuốn kéo lại đó, đúng rồi đó, dây cuốn kéo lại đó là đẹp. Còn xe du cứ cứ để đừng có để sát góc như vậy, để xích quen ô nữa. À, đi san lùi về ngô rồi đi cho nó tự gáy đi. Ừ, anh bấm số 1 đó, bấm số 1 qua nhà thằng kia kìa. Rồi anh tap lại, đừng để ngay chỗ xe du, anh hiểu không, nó mới đẹp được. Để ngay chỗ xe du là đẹp nhất, anh hiểu không, để ngay chỗ đây nó xấu, để đây dù hay nhiều khi nó nhảy ngu lắm này, nó nhảy ngu này nha, đó nhiều khi nó nhảy ngu, nhưng mà nó tại nó đi bộ á. Thằng lồ này Airy 2 là cái kiểu đấy, thằng lồ này mạnh điên ấy à. Chắc em không có top 2 rồi anh ơi, thằng lồ này mạnh điên.
thằng này mạnh quá. Máy bây giờ không lẽ bán Jesus đổi đồ Ugot rồi dùng mấy ngay đòn như chó. Anh xích con Ugot ra chỗ khác đi, xích qua bên kia đứng luôn kìa. Bộ gì đâu, xích con xe qua bên kia đứng luôn. Ờ sao chậm bên đây nhiều ấy, hả? Hả? Gì đó. Ôi chắc top 2 rồi, sao chịu, nhìn nhạt thằng con đi coi. Thay Jesus luôn. Rồi, bán đua full Ugot. Này anh nhìn cái cách anh để nó khác này, này anh nhìn nó sẽ nhảy khôn hơn. Từ từ máy nó bị mana rip rồi đó, thấy không, anh thấy nó nhảy nguyên team so đó nó nhảy khôn. Rồi thắng rồi nè, cái cách anh để là quyết định trận đấu á, thấy không, bật hay không đó. Nó lên thì đổi bàn tay kìa anh, cầm một bàn tay cho bạn không? Không, lầm ngoài dìa, không cần đem đâu, lầm ngoài dìa em, lầm ai dìa, cái lời thề hộ vệ, lời thề hộ vệ. Đưa đồ cho bạn, bộ nó cắt chiều luôn, bộ nhảy luôn, hiểu không? Bộ nhảy luôn, rồi nhìn anh, nhìn thôi, sống kinh nghiệm, nhìn thôi. Tăng thu ở đâu này đó, hết rồi, hết game rồi. Trừ khi thua một con thôi chứ hết game. Anh xích con Gia Ban qua bên kia lại đi anh. Chích đổi chỗ Gia Ban với Ugot đi, dây cuối anh đổi lại. Còn EP bạn để như cũ nha. Dây cuối anh đổi lại. Ờ. Đi qua nha, nhìn. Làm gì rồi nhìn. Ok đẹp hả? Thằng này nó non á. Này anh nhìn cái cách nó nhảy nè, anh để ý nè. Này, anh để nè. Ê, không đẹp lắm. Cái đó mình để đi hơi xấu. Nhưng mà nhảy lên hai. Bạc. Thấy không? Thấy nó lơ thồ về anh không? Đi tâm rồi. Good. Đó, kiểu như vậy á. Anh đánh flash ở này được. Tâm 1 thôi, dễ không? Dễ mà đánh. Mình chưa thập tử hy sinh nữa. Chấp mà anh. Mấy con gà mà. Mình pha đá mình thua là mình sẽ lên cấp luôn. Ờ, pha đá mình thua rồi mình lên cấp 9 rồi mình kịp cái gì đó mạnh vô nữa là mình thắng rồi. Chắc chắn mình sẽ thắng game đó mà. Tại nãy giờ em quên tự luôn á. Anh đổ là lấy trình ấy. Anh vô con... Ê, đừng tiêm chọn. Bấm vô con Boro kìa. Chọn tiếp. Tuyệt vời. Chọn tiếp á. Tiếp. Kìm tiền thằng tiền tụi cái phay đó. Rồi đúng rồi, trang bị rồi xong, được rồi. Trận nào mình cũng chơi TF hả? Đúng rồi, trận này anh cũng cấp TF cho em. TF là quýnh cái gì? Cuồng đao, giao điện. Chờ em tới thời tới chừng. Hả? Vô nè, TF á là nó với vô là anh chắc chắn là có loại ban Doran, hiểu không anh nghe nói không? Rồi alo anh Chiến đi đâu rồi, nghe nói không? Alo nghe nè. Cái thứ yếu là chắc chắn vô anh có ban đồ ra, chắc chắn có đồ đẹp, anh hiểu không? Mà cái ván vừa rồi mình đánh đồ xấu á, em không thích đánh đồ xấu. Sao á?
Anh nghe em nói không? Anh kêu với biết em to lên. Rồi nghe nè. Nghe. Rồi. Được rồi. Bỏ con Casio chưa? Ờ, sao anh bán mất tiêu rồi? Vội vậy? Anh đừng có vội, em hiểu không? Chơi game không vội, chơi game không vội. Anh có tiền mà. Chơi game không vội. Ba mất con Casio của em rồi. Chơi game không được vội, hiểu không? Tuyệt đối đi từ. Anh còn rất là nhiều thời gian, thấy không? Anh còn, thấy không? Còn khoảng 30 giây nữa. Thì tại sao mình phải bán bộ làm gì đâu? Hiểu không? Mình không được vội á. Rồi, lầm đi. Rồi, mua Bobby. Thôi, không còn. Đó, thấy không? Được đẹp rồi. Rồi anh. Không còn, chắc chắn là anh sẽ có Vigo 2. Anh cứ mua Vigo dục vô là xong rồi. Một con Vigo thôi. Đừng mua đẹp gì hết. Không vội, có tiền, có sao đâu. Không, mua Vigo dục vô, đừng mua Vigo dục vô. Ừ. Anh phải mua giờ hin nữa nha. Anh có chắc chắn có xấu đâu, không cần lóc gì hết á, anh cứ bình tĩnh thôi. Ba đồng hay sao? Anh có 3 đồng. À, vừa đủ luôn á. Rồi đó, thấy không? Em nói với cho em mà, rồi mua thôi. Không có làm gì vội vàng hết á. Đồ cũng được. Này đó, ví dụ này TF là anh sẽ có, chắc chắn là anh sẽ có loại Pandora. Đó, rồi lấy bỏ Pandora luôn, khỏi nghĩ luôn, lấy đi. Ủa nhớ dễ, hiểu chưa? Đó, lý do là em lấy đó. Rồi, bán Bobby lên cấp đi anh. Rồi, xong. Kéo quay xuống. Để con K6 của mình đứng ở trên thôi. Rồi, để con về hiên chung bên. Em dạy anh sao? Không, chung bên hết. Mà con chung bên, con Uri nhích lên ô. Con Uri nhích cao lên ô. Đó, đúng rồi. Đưa con Vigo cầm quyền năng. Vigo cầm quyền năng đi. Ừ, ngon á. Bên này mình đánh ấy. Ừ, rồi được rồi. Rồi để im nó thôi. Đẹp rồi. Không nói gì hết. Nhìn nhà đấy. Đổi bên nữa nha. Cái bên này giờ hình bên kia ngon hơn. Mà thôi, không kịp. Mui ra nha anh. Hắn mui ra đấy. Hắn ơi, mui ra đấy. Anh hiểu không? Đó là lý do tại sao anh lấy đội TF á. Là chắc chắn sẽ có Bandura, hiểu không? Rồi anh làm gì đó làm. Ủa nó dễ. Rồi sớm anh lấy lỗi gì? Hả? Sớm anh lấy lỗi gì? Xuống lấy lỗi gì là sao anh? Trận trước mới. Thua. Trận trước mình không lấy lỗi gì hết. Trận trước mình đánh flash. Là lỗi random. Thua. Thua rồi nhìn thôi. Để mua được gì thì luôn. Cắt. Bán cái thận mua. Mai bán. Vậy hình kìa. Rồi đổi bên nữa. Nãy giờ địch mẹ đổi bên này ngu quá. Con Uri này nó phế á anh. Nên em không thích mua lắm á. Anh thấy con hao. Nhưng mà bọn hai sao thì nó vẫn phế. Nhưng mà nó vẫn ok. Anh không có hệ nào kích được anh, hiểu không? Nên lý do anh thua. Chứ đâu có hệ lồn nào kích được đâu. Giờ hình mạnh hơn. Cái con 1 tiền nhưng mà mạnh hơn con 2 tiền. Lỗi lắm. Anh dựa lại cái giáp vô người con Renekton cho em cái. Renekton á, ừ. Rồi được rồi. Xong rồi, anh đem giết được luôn, bởi vì bỏ lắp cái giáp vô thằng mày, giết được luôn. Bây giờ em sẽ chỉ cho anh một bài để đánh. Là ba quyền năng hả? Không, chí, ba quyền năng này em đã để cho Vigo rồi, anh hiểu không? Tại sao em lại để Uri nó xong, em không có làm như vậy. Dịch mẹ, có thật là chung hệ không vậy? Mua con AC bỏ vô đi anh. AC bỏ vô thay con Uri luôn. Uri phế lắm. Rồi đúng rồi đó, bán Uri, bán gì đấy luôn, tính 10 tiền. Cái Pandora này nó giống Pandora cũ đó anh, có gì đâu mà nhìn. Thêm một đồ thôi.
nhà lô mới mạnh điên. Bây giờ nhà lô này anh có bỏ con lô Ori 2 vô nó không điệu deep và anh sẽ đọt tiền. Nhà lô mới đi mẹ chịu. Lô cũng cầm con V2 giờ này. Ai mà đấm nó? Ai đổ nó? V2 giờ hình 2. Cái đéo này. Giờ hình. Xếp hàng bắn cái chết hết hai con. Đừng con rồi. Anh thấy có giờ hình lỗi không? Giờ hình 1 kìa. Nó lỗi đó. Ít ô à. Không sao. Lấy con Lico cho em ấy. Mà lấy nhiều tiền anh hiểu không? Bắn đâu ra thì anh không cần lấy tướng à. Tướng thì cũng ngon nhưng mà anh thường sẽ lấy cái con nhiều tiền á. Thì anh lấy con Darius cũng được kìa. Con gì cũng được, anh không cần đóng đô đâu. Carita ngon nha, Carita lấy Carita nha. Ờ, lấy cái đam máu đó nha. Giúp lửa à? Không anh. Bây giờ vô là anh không có gì là thay Carita, không có gì hình thay Carita vô cái. Em lấy con Carita, bị dụng Carita anh ơi, không phải là bị ghép lửa. Rồi thay Carita bộ nhìn em ấy. Ừ. Anh hiểu không, lấy Carita bị Carita. Anh nâng cấp á, bỏ dịch vô em ấy. Nâng cấp bỏ dịch vô. Dịch. Rồi anh đóng cái gậy bộ người cho Renekton đi, rồi kéo Renekton về hưởng lockage cho em. Lấy gậy bộ người Renekton. Đúng rồi đó, kéo hết team về. Đóng đi anh, nhanh, kéo hết team về. Kéo hết team mà hàng cuối cùng luôn. Rồi, hưởng, đúng rồi. Bỏ con Vigo thay chỗ Carita. Vigo thay chỗ Carita, rồi con Dịch thay chỗ Carita. Như vậy á là để con Carita sẽ bị quấn, hiểu không? Nhưng mà anh để con Dịch ra ngoài thì con Dịch sẽ bị quấn á. Nhiều khi con Dịch nó sẽ bị quấn, thấy không? Như họ luôn, như họ sự cứ đấm con Carita đấy chứ. Đó là lý do anh phải bỏ con Dịch về chỗ trong. Thôi nhìn thấy mạnh nó nói kệ thôi. Nhìn thấy mạnh đi. Em lắp là giữ máu hả, nhưng mà không giữ được, nhìn em mạnh. Rồi anh giữ cái gậy lại cho em luôn đi. Anh giữ cái gậy lại đưa người đi nó tông luôn. Đóng hai lốc kìa đó. Rồi anh bán con IC trước đi hả? Anh bán trước con IC đi rồi. Đó, đừng có bán cái gì thì nó thu thì bán. Đúng không? Anh để con gì ra ngoài, anh để con Vigo đó. Không, anh để Vigo vô trong cạnh giờ hình cho em, cạnh giờ hình. Đúng rồi, để như vậy. Đúng rồi đó. Thật ra anh để lên sao là anh nhìn nhà ta trước để á, nhưng mà cái theo em để như vậy là ngon nhất, nhưng mà ý kiến nó chủ quan thôi. Anh phải xem nhà người ta để bên em nhiều quá thì anh tăng nó phim nó nhiều hơn. Kiểu nó họ mà để đánh bay thì để Vigo như anh để ngon hơn, kiểu vậy. Mà nhà này chắc thắng rồi, chắc tính được 20 tiền. Nhà này yếu. Bản này cái lobby nó hơi đa dạng đó, đánh hơi khó. Matchup của anh nó cũng không ngon á. Cái người anh gặp á, nó cũng một mạnh một yếu, Vì mình nạp kẹt 20k vô. 20k không được đâu anh ơi. Anh phải nạp 22 20k đô á thì được. Chứ còn 20k Việt Nam đồng nhiều khi nó không ăn thua. Con Vi kìa. Mua lại, đừng có mua gì nữa anh ơi. Mua Vi kìa. Chút nữa kích bác sĩ. Hoặc là kích Ionia cũng được. Chung là đi dùm dườm xem kích được cái gì thì kích. Thường á là anh nhặt Pandora á, nhiều khi anh sẽ bị đấm đầu tên là chuyện bình thường. Tại anh phải ngồi chờ xào đồ ưng ý anh á. Nên anh sẽ bị đấm là chuyện bình thường. Kiếm ngon. Lấy cái kiếm, giữ lại cái kiếm, bỏ Vigo á. Em làm cái huyết kiếm ấy. Ờ, con nó không được. Ờ, nhặt đồ, nhìn để nó sao quá. Dẹp gì, gãy, dẹp. Rỉ nó tông. Ừ.
Rồi rồi rồi, lấy cái kiếm ra đây anh, nhìn nhìn tiếp, nhìn tiếp anh. Bán con kia cho em đấy, bán cái con cầm kiếm ra. Rồi anh xếp lại cho em, chứ nãy vang trước em xếp sao anh xếp lại cho em đấy. Xếp một con trước, đứng trước mặt con giờ hình, đúng rồi. Bán con Carita luôn đi anh. Bán Carita trước, rồi để em nữa thôi. Bán một con Carita đi rồi em dường đấy. Bán một con Carita. À nhầm, cái con Lissan ra, nhầm em lộn. Bán con Lissan ra đi, đúng rồi, cho nó đi cái. Còn để ấy thì anh... Ôi nhà này mạnh đi. Nhà này chắc không phải bán hai con. Đéo gì vèo có hai. Mà chơi được nữa không hả? Đóng cái kiếm nó ngừng Vigo luôn em. Mày Vi có hai màn không? Đấm nó luôn. Mày cút. Rồi bán con Vi anh, bán Vi đi. Để giết hai chứ. Rồi mày màn không, mày màn không. Roll lại 1 anh, roll lại 1, roll lại 3. Rồi rèn, lấy đó rèn anh ơi. Hết rồi. Hết cái ngon, em không dám roll nữa. Kinh nhắm thiền xạ. Kinh nhắm thiền xạ. Rồi đưa cái đó cho gì thì nó lên cấp đấy anh. Lên cấp đấy. Lên cấp đấy, bỏ cái ma vô. Bỏ cái ma vô. Rồi đúng rồi đó. Cho con dẹt hưởng á, đừng có cho con Kame hưởng. Bỏ con Kame ha. Để đây được rồi. Không sao hết, để vậy đi. Để vậy cũng được, vậy cho con Kame nó hưởng. Được rồi, đẹp. Cao lên luôn anh ơi, cao lên ô nữa luôn. Rồi để cho con Vigo ra ngoài, anh Vigo ra ngoài thay chỗ Kame cái. Ông nó đấm vô đầu con Kame sao. Đóng cái kiếm luôn, đóng đi anh. Đúng rồi đó, đóng đi. Có cái gì len vậy? Ok, ngon này. Tụi này nó không biết đếp máu giữa game mà. Đầu game rồi nó chỉ biết mua tướng hay sao nó giúp vô, nhưng mà tụi nó không biết đếp máu giữa game nè. Giờ hình 2 đấy. What the fuck. Fuck man. Bán đi anh, tức tiền anh, 40 đi. Chịu làm gì đó. Mà đây anh có thể đánh gì cũng được nha. Cái đồ như anh đang cầm này đánh gì cũng được. Đánh Kai'Sa, Yasuo, đánh Ugot, Efe, đánh Yeri cũng được. Nhưng mà đánh Yeri thì không ngon lắm. Đánh gì cũng được, nhưng mà hai hướng đó. Bây giờ anh sẽ tiếp cận là hai hướng, anh sẽ đánh hai bài. Một là đánh Yasuo cầm đồ Vigo. Không thì Ugot cầm đồ Vigo. Còn Yerim thì Kai'Sa cầm đồ hoặc là Efe cầm đồ. Thôi, anh lên thôi. Nói chung anh đếp được máu khúc này. Hôm này nó không biết đếp máu rồi nó cụt. Bắt. Đi. Ôi dạ. Sen ngon anh ơi, Sen là ngon nhất á, anh có thể lầm luôn á. Không có thì anh lầm nhiều tiền mà. Lầm Lắc, lầm Nasus, lầm cái gì đó lầm. Không quan trọng. Nhiều tiền là lầm.
Rồi. Kịp được gì vô không ta? Không kịp được gì vô không lên cấp. Nhìn. Không kịp được gì thì nhìn. Không kịp được gì hết. Nhìn thôi. Tăng của nó dùng mà phía bên đây không thì anh bỏ cái gì thay chỗ camera là đẹp. Hiểu không? Chút nữa anh swap dịp với camera đâu là xong. Ờ, để nó tăng hết cái phía bên kia đi. Nhưng mà để vậy thì con dê ba nó nhảy vô cái đầu á, nhưng mà không sao. Bình. À con lùn này nó trâu á. Trâu á. Nó chơi gì đâu mà. Bình. Trâu á. Đông full bèo tặng. Không có gì hết. Mua Soraka vô anh. Thấy không? Vỡ la à? À la vậy? Darius mua lại anh đi. Mua cho vui nữa. Lúc nữa Darius 2 này thay Vigo đi. Xong rồi đổi anh cái form khác mà quấn. Cũng chuyên Vigo một vài lên cấp đó, đó mấy cái con anh nghĩ là sẽ cầm đồ được đó, thì anh phải mua lại. Đó là ví dụ như con Darius thì anh giữ Darius lại xong rồi anh thay vô. Đó. Xong rồi chút nữa nhớ mua Wood vô. À được. Con gặp lại chiếc tên này bè thôi. Anh xui à, nhà đây nhìn không yếu. Không mà lắm. Tăng nó hơi mỏng. Nhưng mà tăng mình cũng mỏng. Đó, đẹp. Bấm D là win. Bấm D là win. Ngon chứ anh nói à, IR kìa anh. Ờ, bán con Vigo đưa đây đó cầm đồ. Thay con dệt thay vô đó rồi, thay con Kame tạm đi ở để nó bán Vigo đi đưa cái cầm đồ. Đúng rồi. Tờ này lên bài thì roll nhẹ nhẹ nha anh. Để mình bài mình chưa có đép được đâu, bài mình đép giờ hit 1 đi mẹ ai chơi. Lấy gậy vô người anh giữ em cái gậy, em mua con gì bất kỳ giữ em cái gậy đấy. Giữ em mới gài bơi kiếm. Mua một con khác giữ em mới kiếm. Rồi rồi. Lên dịch 2 anh, lên cấp đấy. Cấp cho em đấy. Rồi lắc một tí đấy. Lắc Akan kìa. Cà phê kìa thay. Cút. Rồi, một cái cút. Rồi, Lissandra ra kìa anh. Lissandra kìa. Rồi, rồi tiếp anh. Để cao lên anh, bây giờ để cao lên, để lóc kẹt cao lên, con người rồi để lóc kẹt cao hết lên. Để lấy xanh hưởng á, cao lên, để lấy xanh hưởng. Hưởng lóc kẹt, cao lên, ừ, được rồi. Đưa cái gậy vô người AFE đi anh. Làm cái cuồng đao á. Bán cái con Kama với gì con gì ra. Rồi, đưa cái gậy vô người AFE, rồi. Được rồi, để mới làm cái cuồng đao xào cái cuồng đao. Rồi. Anh bán lấy sai đi, bán Eco đi. Eco á. Ừ. Bài mình không đếp được đâu nhưng mà kệ không. Không thua nhiều lắm đâu. Kiếm không? Giữ kiếm không? Thích thì anh giữ cũng được. Giữ đưa người giết giữ. Sò xèo điếu ra cái cung. Hử? Roll là 1, roll là 3, roll là 2. Lại cái số 3 để cho an toàn. Rồi lên cấp đi. À, nhầm. À, làm mà giết chết đi anh, Rồi, anh roll 1-2 nháy rồi đi, Nè, rồi đúng rồi đó, buộc vô.
nhập vô rồi mua một con xẹt kia Ugot kìa, Ugot kìa. Ừ đúng rồi đó, nó đó. Ừ đẹp rồi, đẹp rồi. Ờ vậy thôi, vậy thôi. Được rồi, không roll nữa, đủ rồi, đủ rồi anh. Bán hết Calista rồi đồ đi. Vi rồi đồ đi. Calista cút, Vi cút. Không không, từ từ đi dòm, nha, trước khi làm gì. Rồi mình hẳn làm. Có giúp gai không? Không nè, không nè. Làm đi anh, làm đi. Rồi. À. Rồi bán cái Calista đi anh. Chơi gì nữa. Ừ. Thế thôi, mình không roll nhiều quá, hiểu không? Mình chỉ roll ít thôi, mình không muốn roll 7 nhiều. Mình tuyệt đối không muốn roll 7 nhiều lắm. Roll vừa vừa thôi. Không roll nhiều, mà giữ được máu là được. Không cần học thu là đục được bao nhiêu máu. Roll nhiều, bài mình cũng chạy ra roll, chạy ra gì đâu. Chưa có đôi. Nó đỏ thì cho tụi nó chơi. Thấy xanh 2 ngon này. Ừ, thế thôi. Bán con Vi đi anh. Vi gì thế này. Và lúc nãy có con sệt đó, anh thay con Nessus là cứ trưởng mớ hả? Mà không quyền á. Con bác thử. Ê, bỏ Lisa anh lùi về anh. Cho con Nessus kia nó hưởng đi. Lisa anh lùi về. Bỏ Ugot ra. Hả? Nghe không, tụi nó thằng này thì nó lấy cái khuyến mãi kinh nghiệm với lại tiền á anh, hai Nico các kiểu nè thì kệ đó. Không có ấy được. Thấy không, mình sẽ đép á, mình sẽ thua đi.